công ty dầu khí Shell cam kết hợp tác mở rộng tại Nga bất chấp các cấm vận, tên từ Novo Ogazovo. Trong một cuộc họp với Tổng thống Nga ông Vladimir Putin vào ngày hôm nay, giám đốc điều hành công ty dầu khí Shell, ông Ben Van Burden đã cam kết hợp tác mở rộng tại Nga trong bối cảnh đang có các lệnh trừng phạt đối với nước này sau khi mặt tư khoa sáp nhập khu vực Hoa Nha của Ukraine. Công ty Shell có kế hoạch cùng với đối tác Gazprom mở rộng nhà máy khí hóa lỏng LNG duy nhất của Nga. Ông Putin đã đáp trả rằng chính phủ Nga cam kết sẽ thực hiện tất cả các hướng dẫn hành chính và hỗ trợ cần thiết. Ông Van Burden đã cho biết trong cuộc họp rằng công ty Shell đang muốn mở rộng kinh doanh của mình tại Nga và đã đồng ý với công ty quốc doanh Gazprom để mở rộng nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng của họ. Shell đã có một dự án sản xuất dầu với Gazprom Neft là chi nhánh dầu của Gazprom và họ đã bắt đầu khai thác các mỏ được cho là khó lấy được dầu ở Nga. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và công ty của Nga và Ukraine để trả đũa việc mà tư khoa sáp nhập Hoa Nha trong tháng trước. Và các nhà ngoại giao Tây Phương đã nói họ có thể xem xét các biện pháp trừng phạt lớn hơn đối với toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế của Nga nếu quân đội Nga xâm nhập Ukraine.